Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên cái bác mà em khiếu mộc dở các bác nhá. Em này nuôi được khoảng tầm 4 tháng lồng rồi các bác ạ. Đấy, chim rất là tố chất luôn các bác nhá. Già rừng, đuôi xòe đấy các bác nhá. Đuôi lá vả xòe to, chơi cánh anh em nhá. Anh em nào bồ kết em này thì alo cho em nhá. Chim thuần khoảng 70% rồi các bác nhá. Anh em về chăm thêm ạ. Bóng bộ rất là ok luôn, đã hot rồi nha anh em nhá. Bài bản rồi. Tuy nhiên là nó chưa tự tin hẳn đâu, bởi vì là những con chim mà về nhà em nó hot đầu tiên như này là những con chim rất là tố chất anh em ạ. Em mang quay luôn để đăng chia sẻ cho anh em nhé. Anh em nào bồ kết em khiếu này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá. Con này mà căng nữa thì cánh còn ra nữa anh em nhé. Đuôi nó bị vẹt mất một bên này các bạn, không thì đuôi to hơn rất là nhiều. Quay đầu mặt cho anh em xem nhé. Mắt đỏ au rồi các bạn. Đấy, mắt đỏ au nha các bạn nhé. Má trắng phình nhỉ. Rồi, quay chân anh em nhá. Chân hồng anh em nhá. À, con này có đánh dấu bằng cái đánh dấu này anh em nhá, nên anh em hoàn toàn yên tâm nha anh em nhá. Anh em hoàn toàn yên tâm đánh dấu bằng cái dây xanh ấy nhá, và trên đó có mã số rồi. Bảo hành anh em tuyệt đối luôn anh em nhá. Đó, mời anh em ngắm nó nhá, ngắm em nó nhá. Giọng rất là già rừng luôn. Thank you.
cho em kiếm vào được.